Xin chào anh em nhé. Hôm nay Di động Nhật Việt Nam mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt tiếng Việt cho điện thoại Sharp hoặc Fujitsu Nhật đối với những máy mà chưa thể rút được nhé. Và đây là một ví dụ điển hình này. Đây là Fujitsu F02H. Dòng này thì chưa hỗ trợ rút được tại thời điểm này. Thì làm sao để mình cài đặt được tiếng Việt? Thì anh em cùng làm theo mình nhé. Có những lưu ý nhỏ như sau này. Thứ nhất, các công cụ để thực hiện này. Thứ nhất là một chiếc điện thoại cần cài tiếng Việt. Thứ hai là một chiếc cáp kết nối USB. Thứ ba là một máy tính cá nhân. Trên điện thoại thì anh em phải cài đặt được giúp mình 3 phần mềm. Thứ nhất là Geek Launcher. Thứ hai là Nabanki. Thứ ba là MoLocker 2. Ba phần mềm này thì mình ba ứng dụng này thì bên mình có giải thích rồi. Là thứ nhất ấy là Geek Launcher để có giao diện tiếng Việt. Thứ hai là MoLocker 2 là để chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt. Thứ ba là La bàn kia để giúp cho chúng ta là nhắn tin có dấu và nhắn tin tiếng Việt. Thì đây. Mình đã copy sẵn vào điện thoại rồi nhé. Anh em nào chưa có ba phần mềm này có thể vào Google để download, hoặc nếu không tìm thấy thì có thể inbox bên mình sẽ gửi cho anh em nhé. Và đây là mình đã lạp sẵn rồi này. Bây giờ mình sẽ cài vào máy ba phần mềm này. Đối với dòng Fujitsu thì không thể vào trong Storage để cài được, thì mình sẽ cần một ứng dụng bên ngoài, đó là KS File Manager. Phần ứng dụng này thì đã được lạp mặc định sẵn trên máy. Bây giờ chúng ta cùng cài nhé. Geek Launcher này. Do ba ứng dụng này là ứng dụng ngoài nên không thể cài đặt trực tiếp được. Vì vậy chúng ta phải cho phép điện thoại là cài đặt được ứng dụng ngoài. Thì sẽ bấm vào setting này. Chọn Lock and Security. Just one. Chọn tiếp Security này. Rồi tích vào phần unknown source cho phép nguồn không xác định này. Rồi bây giờ ra cài nhé. Click nào chờ này. Đăng này. Tiếp theo là bàn kia này. Và phần mềm ứng dụng cuối cùng là MoLocker 2 này. Xong nhé. Mẹo cho anh em là anh em muốn cài đặt nhanh Geek Launcher nhé. Thì khi mình cài đặt xong này, mình sẽ bấm phím Home. Sau đó chọn xuống Geek Launcher. Bấm thêm một lần nữa phím Home, chọn Always để cố định giao diện lại. Bấm Go này. Vậy là có GEAK Launcher rồi này. Tiếp theo đến bàn phím này. Bật. Tiếp tục. Chọn na bàn kia. Ok. Bấm chọn này. Xuống chọn đến na bàn kia này. Xong này. MoLocker 2 nhá. Tại thời điểm này anh em bấm vào đây sẽ không 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 thể nào mà chuyển sang tiếng Việt được. Chỉ có những máy đã rút rồi thì mới có thể làm được nhanh như vậy. Thì bây giờ tiếp đến là cái máy tính này. Trên máy tính thì anh em chuẩn bị cho mình những phần mềm sau. Mình quay sát nhé. Thứ nhất là phần mềm có tên là ADB Driver Installer. Đây nha. Thứ nhất là phần mềm ADB Driver Installer. Thứ hai, chờ mình chút này, là phần mềm Minimal ADB Fastboot. Anh em có thể gõ tên hai phần mềm này trên Google nhé. Nếu không tìm được thì inbox cho bên mình sẽ gửi mail qua hướng dẫn. Đấy, sau khi mà cài đặt được hai phần mềm này trên máy tính thì chúng ta bước tiếp theo
là máy luôn ở trong chế độ là kết nối với máy tính nha. Mở khóa này, em bấm vào setting này. Bước này là sẽ để giúp nhận driver giữa điện thoại này và máy tính này. Thì anh em tìm số mục device management này, bấm xuống about phone. Tiếp theo anh em bấm nhiều lần build number 1 2 3 4 5. Đấy. Sau khi nó hiện dòng chữ là UR Cloud Early Development này thì anh em bấm trở về. Tìm mục Develop Option. Bấm sang On này. Ok. Tiếp theo, chọn USB Debugging. Bắt buộc phải chọn nhé. Đấy. Trên máy tính hiện giờ nó đang quét driver này. Đấy. Mình bấm tắt xoay đi cho nó đỡ xoay. Tiếp theo đó chúng ta sẽ vào phần ADB Driver Installer này. Chọn Run. Bấm install nhé. Đấy. Bây giờ là bước tiếp theo là chúng ta sẽ chờ nhé, chờ cho máy tính và điện thoại được kết nối với nhau. Thì trong thời gian chờ đợi ấy, thì anh em có thể là chuẩn bị sẵn cho mình cái câu lệnh như sau này. Câu lệnh này nó khá là khó nhớ nên là anh em nào tìm trên Google mà không có ấy, thì inbox bên mình thì bên mình sẽ gửi câu lệnh qua nhé. Vẫn chờ. Trong thời gian chờ thì mình sẽ quảng cáo một số mẫu điện thoại bên mình này. Đối với mẫu điện thoại thì bên mình đang hiện nay đang chạy cái dòng Z 403SH. Anh em có thể vào trang hai trang web là didongnhat.com.vn hoặc là didongnhat.com để tìm thông tin sản phẩm nhé. Nếu mà mua hàng online thì anh em có thể vào trang shopee.vn gạch chéo di động Nhật hoặc trang sen đỏ di động Nhật Việt Nam S để được mua hàng với chi phí ship rẻ nhất nhé. Thường ở trên đó thì sẽ được miễn phí 40k. Sẽ hơi lâu nhé, hơi mất thời gian một chút.
Thời gian chờ thì mình sẽ gỡ thêm cả cái app Nhật này luôn này. Anh em đối với ứng dụng Nhật ấy thì gỡ rất là đơn giản. Ví dụ mình không thích ứng dụng nào thì mình có thể bấm vào delete này, bấm ok là xóa này. Nhiều anh em có hỏi mình là sao có nó cừu, nó cứ chạy chạy. Thì đây, anh em muốn gỡ thì chỉ cần bấm vào ứng dụng này thôi. Ứng dụng có cái mic nhé, rồi bấm delete này, ok là được. Đấy, sau khi xóa đi nó sẽ vượt đi rất là nhiều và nó sẽ nhẹ máy rất nhiều luôn. Đây, những cái thông báo trên này nhé. Anh em cứ gạt, nếu mà cái nào gạt được thì gạt, còn cái nào không gạt được thì có thể bấm vào đây. Đây, cái này nó không cho tắt này. Sau khi xóa hết thì nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Trời, cắm vào thì nó làm lag cả máy tính luôn. Chờ thì mình bật luôn cả cái ứng dụng này. Bước này là bước cuối này. Mình bật luôn sẵn này, khi nó quét xong thì mình sẽ cài luôn. Đây. Minimal ADB and Fastboot. Mình thử gõ xem nó đã, xem có nhận không nhé. Đầu tiên là mình sẽ gõ là ADB này, device, xem. Vậy là có xảy ra một cái lỗi gì đó rồi này. Mình sẽ rút ra và cắm lại.
Xem đúng chưa? Chọn file trên file này. Mình cứ để sẵn cái này đây. Bây giờ install lại này. Hy vọng là thành công. Device load file. À đây. Vậy là thành công rồi anh em nhé. Khi mà cài xong mà nó báo là allow USB debugging, mình nhớ là bấm tick on where now from this computer. Ok rồi đấy. Bây giờ thì là bước cuối cùng này. Bước cuối cùng trên máy tính này. Thì bây giờ gõ là đây nha. À đây. A D B này, divide này. Ok rồi đó. Tiếp theo là ADB cell. Sau đó là chúng ta sẽ paste cái dòng lệnh vừa lúc trước copy nhé. Enter. Xong. Rồi rút cáp này. Giờ vào ứng dụng Mo Locker 2 trên điện thoại này. Bấm Custom Locker này. Xóa N trở thành VI ngắn, viết tắt của Việt Nam Mi này. Bấm Set. Xong. Thành công anh em nhé. Do video này là mình chưa chuẩn bị trước mà mình cài đặt luôn để cho anh em dễ hiểu từng bước một nên là nó sẽ hơi vấp một chút. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Chào anh em.